Thì và cái độ khó của sản phẩm thì có thể kéo dài từ 2 tiếng đến những cái sản phẩm phức tạp thì có thể là nửa ngày đến một ngày mới có thể xong được một sản phẩm. Ý tưởng thì luôn luôn xuất hiện quanh ta, có thể là nó sẽ xuất hiện khi mà mình gặp một chiếc quần nhìn khá là ấn tượng, hoặc là nó cũng xuất hiện khi mà khách có nhu cầu. Túi sách tái chế của mình hiện tại đã được bày bán ở một số quốc gia, ví dụ như là Mỹ, Úc, Áo, thông qua các đối tác. Thì ngoài ra thì chúng mình cũng có xây dựng một cái brand riêng, túi sách tái chế riêng tại Pháp và có trưng bày và bày bán. Để đưa được túi sách tái chế ra thế giới thì mình cũng gặp khá là nhiều khó khăn, đặc biệt là những cái thị trường khó tính như Pháp. Thì từ những cái khâu sản xuất là mình cũng rất là phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm, những cái nguyên liệu để làm ra túi sách. Ngoài ra thì cũng khó khăn trong cái việc vận chuyển, đưa được túi sách ra nước ngoài làm sao để tối ưu chi phí nhất. Khi mà túi sách tới với khách hàng, giá sản phẩm sẽ là tối ưu và chất lượng sẽ là tốt nhất. Khi mà sản xuất túi sách, mình sẽ tận dụng triệt để những cái phần vải và hạn chế nhất có thể về cái việc mà vứt những cái phần vải thừa ra khỏi môi trường. Thì việc đó cũng góp phần giảm thiểu rác thải thời trang, góp phần gia tăng vòng đời cho sản phẩm.